Xin chào các bé, hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về thế giới động vật các bé nhé. Con lợn. Con lợn. Con vịt. Con vịt. Con trâu. Con trâu. Con bò. Con bò. Con cừu. Con cừu. Con thỏ. Con thỏ. Con hổ. Con hổ. Con khỉ. Con khỉ.
con rắn. Con rắn. Con ngựa. Con ngựa. Con ngựa vằn. Con ngựa vằn. Con gấu nâu. Con gấu nâu. Gấu Bắc Cực. Gấu Bắc Cực. Chó sói. Chó sói. Đà điểu. Đà điểu. Con nhím. Con nhím.
con sóc. Con sóc. Con tê giác. Con tê giác. Cá sấu. Cá sấu. Cá voi. Cá voi. Chim cánh cụt. Chim cánh cụt. Con chuột. Con chuột. Con ếch. Con ếch. Chim hải âu. Chim hải âu.
con chuột túi. Con chuột túi. Con vẹt. Con chuột túi. Chim bồ câu. Chim bồ câu. Con lạc đà. Con lạc đà. Con tắc kè. Con tắc kè. Con rùa. Con rùa. Con tinh tinh. Con tinh tinh. Con linh cẩu. Con linh cẩu. Con linh cẩu.
con báo đen. Con báo đen. Con ốc sên. Con ốc sên. Geçmiş olsun. Con kiến. Con kiến. Con cáo. Con cáo. Con gấu mèo. Con gấu mèo. Con nhện. Con nhện. Con chuồn chuồn. Con chuồn chuồn. Hươu cao cổ. Hươu cao cổ.
con linh dương. Con linh dương. Con hươu. Con hươu. Con chó. Con chó. Con mèo. Con mèo. Con rơi. Con rơi. Con công. Con công. Con đom đóm. Con đom đóm. Con ngỗng. Con ngỗng.
và mái. Con gà mái. Con gà trống. Con gà trống. Hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về thế giới các loài vật rồi. Hẹn gặp lại các bé trong những chặng hành trình tiếp theo cùng Ruby TV nhé. Tạm biệt. Học cùng Ruby TV.